Hello, chúc mừng năm mới. Khi nhắc đến những siêu anh hùng mạnh nhất Marvel, ai cũng biết dân chơi xóm thân thiện, Spider-Man sở hữu sức mạnh vượt trội hơn đại đa số thành viên Avengers. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh bạn người nhện của chúng ta cũng ao trình được kẻ thù của mình, có khi còn bị cho ăn đòn no nê luôn đấy chứ. Do đó, trong hầu hết các câu chuyện nổi tiếng của mình, Peter Parker thường xuyên phải sử dụng trí tuệ và chiến thuật để vượt qua nguy hiểm, thay vì dựa hết hoàn toàn vào sức mạnh bản thân. Tuy điều này giúp cho tác giả tạo nên những câu chuyện hay, nhưng lại chẳng giúp cho chúng ta biết được Spider-Man thực sự mạnh đến mức nào, ngoại trừ sức mạnh nhỏ của anh. Thế lực của người nhện vượt trội như thế nào? Chào mừng đã quay trở lại với Zendikers và hãy cùng tìm hiểu xem sức mạnh thực sự của người nhện đến đâu nhé. Về mặt lý thuyết, có lẽ câu chuyện về nguồn gốc sức mạnh của Peter Parker đã trở nên quá đỗi quen thuộc rồi phải không nào? Một cậu bé trung học bị nhện cắn trong lúc đi tham quan triển lãm khoa học, chuyện thường ngày ở huyện mà. Thế nhưng không phải cứ nhện cắn là có được ngay trong mình sức mạnh của một con nhện đâu. Đời nó không đơn giản như thế. Do chú nhện phiêu lưu ký của chúng ta đi lang thang từ phòng thí nghiệm, điều này có nghĩa là loài nhện được nuôi trong đây không hề bình thường một chút nào. Chúng được cường hóa bởi sự biến đổi di truyền và lan truyền một dạng retrovirus xâm nhập toàn bộ tế bào trong người Peter, khiến cậu phải trải qua quá trình dậy thì khác bọt hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Yeah. Big change. Trong một số câu chuyện khác, chất phóng xạ từ vết cắn thực chất đã kích hoạt một loại gen vừa lặn vừa hiếm bên trong Peter do thí nghiệm của chủng tộc Celestial khi loài người vừa xuất hiện trong vũ trụ Marvel, biến anh trở thành Spider-Man. Không như vậy, trong tập truyện Spider-Man Fever, sức mạnh của Peter Parker được tiết lộ xuất phát từ ma thuật do thần nhện từ một chiều không gian khác ban tặng. Nhưng dù cho câu chuyện ra đời của Spider-Man có khác biệt như thế nào đi chăng nữa, cả ba nguồn gốc kể trên đều ban cho Peter một số khả năng như Spider-Sense, aka Spider-Tingle, một dạng giác quan cực kỳ nhạy bén. Tốc độ phi thường và sức mạnh đáng gờm cứ như một con nhện đột biến thực thụ vậy. Thế câu hỏi ở đây là một con nhện khỏe mạnh nó mạnh như thế nào? Để giúp mấy ông dễ hình dung, một con người ở thể trạng đỉnh cao có thể nâng vật nặng gấp 4 lần cân nặng của họ nếu cố gắng hết sức. Trong khi đó, một số loài nhện có thể chịu được khối lượng gấp 50 lần so với cái thân bé tí tẹo của chúng. Điều này có nghĩa là nếu một thanh niên cỡ Peter loanh quanh khoảng 65-70kg, sở hữu độ khỏe tương đương với một con nhện, cậu có thể nâng được 2 chiếc ô tô SUV chồng lên nhau. Ở đây tôi cứ ví dụ luôn là Lexus NX300 như này nhé cho đẹp. Khá là easy game với tổng khối lượng ước tính là 3,6 tấn, gấp 8 lần kỷ lục thế giới. Khá ấn tượng phải không nào? Thế nhưng, điều giúp loài nhện chịu được lực nặng gấp 50 lần cái thân không phải do cơ bắp của chúng khỏe hơn chúng ta, mà là do kích cỡ tí hon của chúng. Tại sao ư? Vì trong tự nhiên, luật bình phương lập phương được áp dụng để xét mức tương quan sinh trưởng của các loài động vật nhằm phân tích tỷ lệ cơ thể có phù hợp với nhu cầu sống của chúng hay không. Định luật này cho rằng khi kích thước của một vật phình to ra, thể tích của vật đó sẽ phát triển nhanh hơn diện tích bề mặt của nó. Nói lý thuyết thì khó hình dung quá, thử tưởng tượng Peter Parker đi tập gym làm ví dụ nhé. Như hầu hết các dân chơi hệ gym đều biết, khi chúng ta tập tạ cho mau lên chuột, cơ bắp sẽ phát triển theo bề dày nhưng không bao giờ theo chiều dài. Chẳng ai đi tập gym mà lại muốn tay dài hơn chân cả, nhìn nó hơi dị. Bạn nào theo dõi các chương trình về sức mạnh như là World Strongest Man sẽ thấy độ trâu bò của mấy anh trai mà anh nào cơ thể cũng phải to đùng tỷ lệ tương đồng với cân nặng của các loại tạ. Nói cách khác, sức nâng của tay sẽ tăng theo số mũ 2. Điều này nghĩa là một Spider-Man tập tạ để tăng cường sức khỏe sẽ chỉ phát triển diện tích bề mặt cơ thể chứ không thể tăng chiều cao như bình thường. Nhưng Peter Parker vốn dĩ vẫn phải trải qua quá trình dậy thì như bao con người bình thường khác và do đó cơ thể vẫn phát triển kích thước cả về chiều rộng, chiều cao và chiều dài theo số mũ 3. Điều này áp dụng như thế nào với loài nhện? Một con nhện có kích thước gấp đôi thì cân nặng của chúng sẽ mũ 3 lên gấp 8 lần, nhưng sức nâng của chúng chỉ tăng bình phương lên tức là gấp 4 lần bình thường mà thôi. Nói cách khác, mỗi sinh vật có sức mạnh vượt trội thì sẽ có cấu trúc cơ thể và mật độ tế bào đạt đến tỷ lệ lý tưởng phục vụ cho sức mạnh của nó. Việc to lên về kích thước cơ thể có thể phá vỡ tỷ lệ lý tưởng này, dẫn đến yếu đi chứ không có chuyện mạnh lên. Vì thế, nếu những con nhện có kích cỡ bằng với Peter, chúng sẽ chỉ khỏe ngang một con người bình thường và không nâng được nổi nửa chiếc xe đâu. To bằng kích cỡ của một con King Kong thì chúng sẽ tự sụp đổ do không nâng được nổi cái thân của mình. Giờ nói về sức mạnh của nhện nhọ trong nguyên tắc truyện tranh. Một điều chớ trêu là Spider-Man của chúng ta bất chấp hết mọi quy luật tự nhiên. Anh có thể nhấc được vật nặng gấp 50 lần so với kích thước bình thường, như thể anh chỉ cao 2,5cm vậy, có khi còn nhỏ hơn đấy chứ. Lúc nãy mình có nhắc đến Peter có thể nhấc được 3,6 tấn nếu có sức mạnh tương đương một con nhện, nhưng thực sự Peter lại khỏe hơn thế nhiều. Trong cổng thông tin chính thức của Marvel, Spider-Man thường xuyên nhấc được 10 tấn trên vai mà chưa phát hết nội công của bản thân. Điều này nghĩa là Peter Parker thực ra vẫn đang kiềm chế lại sức mạnh thực sự của mình. Một điều cũng khá là hợp lý vì đơn giản anh chỉ là dân chơi xóm thân thiện Spider-Man của New York City mà thôi. Không thể gắn mác thân thiện nếu vô tình đấm bay quai hàm của một tên phản diện xấu số nào đó đúng không nào? À mà khoan, có Scorpion là kẻ từng bị như thế trong tập truyện The Amazing Spider-Man số 700. Khi Dr. Octopus chiếm lĩnh cơ thể của Peter Parker để thay phiên anh trở thành người hùng của New York, sau đó, trong quá trình tập làm quen với siêu năng lực mới của mình, Spider-Man Fake vô tình tát yêu khiến cả hàm Scorpion bay mất trong một nốt nhạc.
Điều này khiến cho Otto Octavius nhận ra sau tầm bấy nhiêu năm chiến đấu, Peter Parker đều cố gắng kiềm lại lực đấm của mình. Tương tự, lực nâng của Spider-Man cũng chẳng phải dạng vừa đâu, như trong tập Peter Parker Spider-Man số 98. Sau khi Green Goblin tấn công tòa soạn Daily Bugle và khiến cho Spider-Man phải cong lưng để đỡ một bên tòa nhà khỏi bị sụp thành tàn tro. Tất nhiên, chuyện nâng một phần tòa nhà 48 tầng thế này chả làm xi nhê lưng hay cổ sống của Peter như việc chạy deadline được. Vì trong tập The Amazing Spider-Man số 424, sau khi vừa trải qua một trận tra tấn đầu óc, anh chàng người nhện vẫn nâng được vài ba cái toa xe lửa với một toa có khối lượng là 20 tấn. Nói cách khác, ngay cả khi thể lực không ở trạng thái sung mãn nhất, Spider-Man có thể chịu được trọng lượng gấp 240 lần cơ thể của anh. Hơn nữa, Spider-Man cũng từng một mình một ngựa đỡ lại một chiếc máy bay đang hạ cánh khẩn cấp trong tập truyện số 694. Tận dụng khả năng thiên tài toán học của bản thân, Peter ước lượng trong đầu trọng lượng hạ cánh của chiếc máy bay đang rơi vào khoảng 34 tấn, cộng thêm 13 đến 18 tấn nhiên liệu đầy bình, tính luôn cả lực đẩy cùng với trọng lực nữa thì Spider-Man đang chống đỡ lại cỡ tầm 60 tấn lực trong tập này. Ở đà này, Peter Parker có thể đỡ được một lúc 6 con khủng long ngoại chúa, hoặc là 9 con voi, hoặc là 14 con hả mã, hoặc 30 con tê giác. Các ông cứ thế mà tưởng tượng. Với trọng lượng nặng gấp 689 lần thân hình của anh, khỏe hơn cả một con nhện rồi còn gì nữa. Trong tập truyện The Amazing Spider-Man số 33 chứ danh được chắp bút bởi Stan Lee vào năm 1966, Peter trong lúc hấp tấp để cứu dì May đánh nhau quá hăng say với Doc Ock dẫn đến việc trận chiến của cả hai phá tan trụ sở dưới nước. Nhưng anh lại quên một điều, anh không chỉ khỏe, anh còn nhọ nữa. Điều này khiến cho Peter bị kẹt dưới vô số tấn thép, trong khi Doc Ock được dịp bỏ chạy lấy mạng. Không thể nhúc nhích và quá tức giận vì sắp mất cả dì May, Peter dồn hết mọi thứ để nâng bản thân lên đứng dậy từ đống đổ nát. Ban đầu, chuyện này có vẻ như quá sức đối với Spider-Man. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng và chẳng thể giữ được tỉnh táo. Mọi chuyện có vẻ như đã hết hy vọng. Lần đầu tiên, độc giả thấy được sự tuyệt vọng đến cùng cực của Peter. Nhưng ý chí đã tạo nên sức mạnh của Spider-Man. Ngay cả khi liên tục nằm xuống, anh vẫn cố gắng đứng lên tiếp tục thêm một lần nữa. Vượt qua giới hạn bản thân, Peter nâng bằng đó tấn thép nặng ngang một đầu máy xe lửa theo như ước tính của anh. Có thể Peter lúc này vẫn chưa được tỉnh táo hoặc anh đang sử dụng biện pháp thậm sưng để nghe cho cun ngầu. Nhưng một đầu máy xe lửa trung bình thực chất nặng đến 130 tấn các bạn ạ. Bảo sao Scorpion chỉ vừa ăn tát yêu một cái mà đã bay mất hàm cho được. Lại nhảy sang xem sức mạnh của nhện nhọn trong các bản điện ảnh. Để so sánh, khi nhắc đến xe lửa, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến cảnh phim kinh điển trong Spider-Man 2 đúng không? Sau khi Doc Ock quyết định giật phanh đòn tàu đang lao với tốc độ chóng mặt, khiến Peter quyết định nhảy ra đằng trước để giảm tốc độ trước khi anh bị đè bẹp như một con nhện thực thụ. Một số người đã bỏ ra công sức tính lực cản của xe lửa dựa trên tốc độ và thời gian đoàn tàu dừng lại, và kết quả cho rằng Peter lúc này đang chịu 23 tấn sau lưng anh. So với việc chạy deadline cho J. Jonah Jameson, lưng anh vẫn chưa hẳn có vấn đề, nhưng sau đó anh ngất đi một lúc do quá sức, có vẻ như Spider-Man của Tobey Maguire đã đạt đến cảnh giới năng lực của anh. Thế còn Spider-Man của Andrew Garfield thì sao? Đáng tiếc mà nói, hai phần phim do Andrew thủ vai lại không thể hiện được sức lực do biên kịch chủ yếu khai thác tốc độ, trí tuệ và khả năng phản xạ tuyệt vời của mình. Đến các phần phim của Tom Holland, dường như đây là người nhện sở hữu sức mạnh vượt trội nhất trong số các phiên bản của Peter Parker, và có khi còn hơn cả comic nữa. Phá đỡ cú đấm thép của siêu chiến binh Winter Soldier dễ như ăn kẹo chỉ là mở đầu. Trong Homecoming, hình ảnh Peter gần như bất lực sợ hãi, và sau đó cố gắng nâng đống đổ nát của tòa nhà trên lưng gợi nhớ đến phần chuyện kể trên, đã thể hiện sức mạnh vật lý vô cùng đáng nể của cậu nhóc. Nhưng một ví dụ khác cũng trong phần phim này mới gọi là điển hình. Peter có thể giữ chiếc phà Staten Island nổi tiếng bị chẻ làm đôi trong vòng 5 đến 6 giây. Và dựa theo số liệu của công ty thiết kế chiếc phà này trong thực tế, chúng ta có thể xác định khối lượng của nó là 3.200 tấn. Như vậy là trong lúc giữ chiếc phà lại với nhau, Peter thực chất đang duy trì 1.600 tấn thép ở mỗi bên tay, đồng nghĩa với việc cậu có thể chịu được sức nặng gấp 45.390 lần cân nặng của mình, biến phà giữ trực thăng kinh điển của Cap trở thành trò trẻ con. Mà đây mới chỉ là Peter Parker của tuổi 15 thôi đấy. Spider-Man. Mặc dù là hơi sai khi chúng ta đang nói về một khối lượng đang chìm dần vào nước, được nước cản giúp một phần chứ không phải theo phương thẳng đứng và chịu hoàn toàn lực hấp dẫn. Nhưng điều đó cũng thể hiện được sức mạnh kinh khủng của anh chàng Spider-Man trong MCU. Xét cho cùng, thực sự mà nói, sức mạnh siêu phàm không phải là điều duy nhất khiến chúng ta đặc biệt mến mộ nhân vật Peter Parker đúng không nào? Và đó là sức mạnh của Spider-Man qua các phiên bản comic và điện ảnh. Nếu lần sau các bạn phải tranh luận với các homie của mình về năng lực của người nhện, hãy nhớ share lại video này của Tentacles để chứng minh mình là một con người có hiểu biết nhé. Và nếu cả hai cùng share thì người văn minh nó phải thế. Ok. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video mới nhất của Ten. Xin chào, thân ái và hẹn gặp lại.